Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức chư Phật kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức chư Tăng, còn kính đảnh lễ quý chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Mình con xin phép được trả bài câu pháp cú số 169. Mần cha rề su cha ri tầng na nần đút cha ri tầng cha rề thầm ma cha rề su khàn xề tí asmin lô kề ba rầm ni cha thầm mần cha rề su cha ri tầng na nần đút cha ri tầng cha rề thầm ma cha rề su khàn xề tí asmin lô kề ba rầm ni cha thầm mần cha rề su cha ri tầng na năng đu cha ri tăng cha rê thầm ma cha ri su khang se ti asmin lo kê ba ram hi cha. Hãy khéo sống chánh hạnh chớ sống theo tà hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Thầm mang cha rê su cha ri tăng na năng đu cha ri tăng cha rê thầm ma cha ri su khang se ti at nghìn lô kê ba rằm hi cha thầm mang cha rê su cha ri tầng na nần đút cha ri tầng cha rê thầm ma cha ri su khang se ti at nghìn lô kê ba rằm hi cha. Có người khất sĩ trang nghiêm trì bình chánh hạnh lắng nghiêm tục trần viễn ly tà hạnh ác nhân sống đời an lạc đời gần đời xa. Phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Thôi mình mời Su Khá đi ho. Ơi mình kính mời ạ. Alo, alo, à, con cảm ơn cô giảng đồng cô Nhật Huỳnh cho con biết tín hiệu. Con cảm ơn cô Ái Minh. Nam mô Bụt Thà Ra, Nam mô Tham Ma Ra, Nam mô Sằng Khà Ra. Dạ, con kính nhận lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính nhận lễ đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh pháp cú số 169. Thầm măng cha dê su cha di tăng la tăng đúc cha di tăng cha dê thầm má cha di xúc hằng xê tít át mình nô kê phá làm hi chá. Thầm măng cha dê su cha di tăng nát tăng đúc cha di tăng cha dê thầm má cha di xúc hằng xê tít át mình nô kê phá làm hi chá. Thầm măng cha dê su cha di tăng na tăng đúc cha di tăng cha dê thầm ma cha dê su khang xê tít át mình nô kê pa rằm hi cha. Hãy khéo sống chánh hạnh chớ sống theo tà hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, bây giờ con kính mời bàn tay của cô Từ Mẫn ạ. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bích Tha giá dạ, Sư Từ Mẫn có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo, Sư Từ Mẫn ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn cô Phúc Hạnh. Dạ, kính lạy cô, tu nữ Phúc Hạnh, dồn vào đạo tràng. Dạ, Từ Mẫn có nghe được không? Dạ, cảm ơn Sạng Đông. Dạ, vậy là Từ Mẫn có không nghe được hả? Dạ, nếu Từ Mẫn nghe được thì cho xin bàn tay và mời Từ Mẫn cầm mic ạ. Nãy giờ thấy Từ Mẫn đưa tay nhưng mà không có cầm mic nên đạo tràng im ru. Dạ, Từ Mẫn có nghe được không? Dạ rồi, Nhật Quỳnh thấy Từ Mẫn lại thêm một cái nick nữa. Dạ bây giờ Từ Mẫn có nghe được chưa ạ? Nam mô Bích Tha giá dạ, xin Từ Mẫn có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ vậy là Từ Mẫn cũng không nghe được luôn. Dạ Nam mô Bích Tha giá dạ, con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 169 ạ. Nếu cô Từ Mẫn nghe được thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nha. Thammăng cha rê su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su khang sệ ti admin lơ kê ba ram hi cha thammăng cha rê su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su khang sệ ti admin lơ kê ba ram hi cha. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này và đời sau. Và đây là bản kiển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Thammăng cha rê su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha rê thammăng cha ri su khăng sệ ti át min lơ kê bà rằm hi cha thầm ăn cha rê su cha đi tăng na năng đức cha rì tăng cha rê thầm ma cha rê su khăn sê ti át min lô kê bà rằm hi cha. Có người khất sĩ trang nghiêm trì bình chánh hạnh lặng yên lục trần dậy tâm tịnh định tinh cần sống đời an lạc đời gần đời xa. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Bây giờ Từ Mẫn có nghe được không? Dạ xích Từ Mẫn có nghe được không, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Alo alo dạ vậy thì Từ Mẫn nghe được rồi. Từ Mẫn có kệ kinh thầy Nhật Quỳnh kính mời bằng tay ạ. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ xin đạo tràng có nghe được âm thanh của con không? Dạ, cảm ơn visitor. Cái đường dây nó sao kỳ quá. Dạ con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng cô tu nữ Phúc Hành và quý anh chị em, cô bác và quý đạo hữu trong đạo tràng. Từ Mẫn con xin trả bài câu 169. Thammăng cha rề su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha rề thamma cha ri su khang se ti asmin lo ke ba ram hi cha thammăng cha rề su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha rề thamma cha ri su khang se ti asmin lo ke ba ram hi cha thammăng cha rề su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha rề thamma cha ri su khang se ti asmin lo ke ba ram hi cha. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Hòa thượng Thích Minh Châu. Có người khất sĩ trang nghiêm trì bình chánh hạnh lắng yên tục trần
viễn ly tà hạnh ác nhân, sống đời an lạc, đời gần đời xa. Hòa thượng Giới Đức. Thầm mắng cha rê su cha ri tăng na tăng đúng cha ri tăng cha rê. Thầm mã cha ri su khăn xê ti asmin lô kê ba râm hi cha. Thầm mặn cha rê su ca ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha rê. Thầm mã cha ri su khăn xê ti asmin lô kê ba râm hi cha. Thầm mặn ca rê su ca ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha rê. Thầm mã cha ri su khăn xê ti át minh lô kê ba râm hi cha. Thầm mân cha rê su cha ri tăng na tăng đúc ca chi tăng chi tăng ca rê. Thầm ma cha ri su khăn xê ti át minh lô kê ba râm hi cha. Thâm mặn cha rê su cha ri tăng thâm mặn cà rê su cha ri tăng na tăng đúng cha ri tăng cha rê. Thâm ma cà rê su khăn xê ti át minh lô kê ba râm hi cha. Thâm măng ca rê su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha rê. Thâm ma cha ri su khăn xê ti asmin lo kê ba râm hi cha. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Hòa thượng Thích Minh Châu. Có người khất sĩ trang nghiêm, trì bình chánh hạnh lặng yên tục trần, viễn ly tà hạnh ác nhân, sống đời an lạc, đời gần đời xa. Dạ, từng mẫn con thành kính tri ân quý sư, quý sister và quý anh chị em, cô bác, quý đạo hữu trong đạo tràng. Con, từng mẫn con xin xuống mít nha. Nam mô xa trường. Dạ, xa thú, kính cảm ơn sister mẫn. Nam mô Bích Thái. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ như Quỳnh kính cảm ơn xích từ mẫn, su khá anh đúc khá cô ai minh, cô nghe pháp xích rạng đông đã hoan hỷ lên kệ kinh, dạ bây, dạ như Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với như Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư vắng tắt để cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc dạ ngày dời chân sang, thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ, đó là nhóm được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu khắp của kinh số 170. Như Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân Bích Đức ạ. Dạ, hôm nay chúng ta sẽ được học cái bài kinh, bài pháp cú số 170. Bài pháp cú này nói đến ba cái loại thế gian. Một câu pháp cú này ít có người để ý tới nó, mà chút nữa chúng ta sẽ học về ba cái loại thế gian này. Và con xin đảnh lễ ân đức Tam Bảo và chúng ta vào bài học ạ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang aphivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sanghang namassami. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức Tam Bảo, đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh phiền não. Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo đức Thế Tôn khéo biết là những phương diệu dược chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh thực hành theo lời dạy đức Thế Tôn sẽ được giác ngộ niết bàn. Con cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo, Tăng Bảo đệ tử đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Với phước báo những ai cúng dường đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu các hạnh lành ba la mật để diễn ngộ niết bàn, chấm dứt sự tử sanh luân hồi trong tam giới. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tăng Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng tất cả chư thiên và đức vua trời đến thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, cha mẹ hiện tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càn thác bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, atula, và nhất là phước báo thanh cao này chính kính chia đến tất cả đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và có tín tâm để diệu pháp của đức Thế Tôn ngõ hầu, sớm thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, hôm nay thì chúng ta chia sẻ cái câu kệ số 170 trước khi vào chính nghĩa từ vựng. Sư xin đọc ba lần ạ. Giá tha púp pú ná căng bát xê, giá tha bát xê ma ri chí căng, ê văn lô căng, a quét khanh tăng, mách chú ra cha ná bát sát tí. Giá tha púp pú ná căng bát xê, giá tha bát xê ma ri chí căng, ê văn lô căng, ê quét khanh tăng, ê quét khanh tăng, mách chú ra cha ná bát sát tí. Giá tha púp pú ná căng bát xê, giá tha bát xê ma ri chí căng, ê văn lô căng, a quét khanh tăng, ê a quét khanh tăng, mách chú ra cha ná bát sát tí. Ở đây ngài dịch là lên nhìn thế gian, hay là nhìn nhìn đời đó. Như là bọt nước, nên nhìn thế gian như là ảo ảnh, thần chết không nhìn thấy người đang quan sát với cái hiện trạng của thế gian đó.
Cái câu đầu tiên là giá tha bức bút nát căng phát xê, thì chúng ta biết là giá tha đó là một cái trạng từ chỉ cho là như vậy, như thế ấy. Còn cái từ búp bú lá căng thì chúng ta biết là búp bú lá căng là búp bú lá cá, nó là danh từ nam tánh chia theo đối cách, là những cái bọt nước mà chúng ta biết là khi mà sóng biển nó đánh vào đó, hay là cái sóng biển nó dập dờn thì những cái bọt nước, hay là những cái tàu thuyền nó chạy mà sóng ấy thì bọt nước, hay là những cái trận mưa thì những cái bong bóng nước đó, nó cứ nổi lên và nó tan đi, gọi là búp bú lá căng. Búp bú lá căng là cái danh từ lam tánh chỉ cho bọt nước. Còn cái từ passe thì chúng ta biết ở đây nó chia theo định sự cách ha. Passe tức là cái động từ của nó là passti. Cái từ passe là cái nghĩa của nó là thấy. Ở đây chúng ta về cái từ thấy nó nằm trong câu kệ này, là thấy cái sự mà sanh diệt của danh sắc á, của sáu căn á, chứ không phải là chuyện đơn giản câu kệ. Và tiếp theo câu thứ hai là giá tha bát xê mát đi trí căn. Mát đi trí căn là lên nhìn thế gian như ảo ảnh. Cái từ mát đi trí căn, mát đi trí căn là mát đi trí ca, đó là danh từ lữ tánh chia theo đối cách, đó là ảo ảnh hay là huyễn hóa. Ảo ảnh hay là huyễn hóa, ví dụ như là chúng ta đi trên cái sa mạc xa đó thì những cái ảo ảnh nó xuất hiện, hay là cái lúc mà chúng ta hoa mắt á, cái mắt của chúng ta nó hoa, nó bị cái gì nó đụng vào thì nó hoa mắt và nó cái ảo ảnh ấy nó hiện khởi, thì ở đây cái từ ảo ảnh huyễn hóa. Như vậy cái danh sắc này chính là những cái thứ ảo ảnh huyễn hóa. Như vậy là suốt cái vòng trầm luân này chúng ta mê cái ảo ảnh bên ngoài, tức là vẻ bề ngoài của ngũ uẩn, tức là chúng ta mê cái vẻ làn da từ đầu cho tới chân và cái bộ tóc, chúng ta mê mãi trong cái ảo ảnh, cái bộ phận bên ngoài nó phủ, cái làn da nó phủ, là chấp vào tôi hay là con người này người kia. Thực tế là, và chúng ta mơ tưởng, cái mơ tưởng cái ảo ảnh, thực tế là trong tâm của chúng ta không có cái con người nào ngự trị ở trong đó cả, mà chính là những cái đối tượng của thị giác. Khi mà chúng ta nhìn rồi cái tâm nó diễn hoạt, cái tưởng với cái hành nó diễn hoạt, nó suy nghĩ về và tâm của chúng ta thì nó chứa rất nhiều những cái ảo ảnh. Mỗi khi chúng ta thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, hầu như là suốt một đời của chúng ta đa phần là sống trong ảo ảnh và đã nhiều đời nhiều đời, tức là cái chúng ta sống trong cái vẻ bề ngoài của thực tại. Và cái từ tiếp theo là cái câu thứ ba là Ewang Lô Căng A Quýt Khá Tăng. Chúng ta biết là Ewang là như vậy hả? Ewang là như vậy. Còn cái từ lô căng thì chúng ta biết nó là lô cá chỉ cho thế gian. Và cái câu kệ này thì chúng ta biết nè, nó có ba cái loại thế gian. Thế gian, ba cái loại thế gian đó là gì? Chút nữa chúng ta sẽ được nghe về ba cái loại thế gian này. Lô cá tức là danh từ lam tánh chia theo đối cách, là thế gian, là thế giới. Á quýt khanh tăng, á quá, căn của nó là căn ích, cộng với này cái an tá. Ở đây nó chia theo hiện tại phân từ, nam tánh chia theo đối cách là nhìn thấy hay là quan sát, nhìn ngắm. Như vậy ở đây chúng ta thấy là nhìn ngắm cái gì, quan sát cái gì? Quan sát sáu căn, quan sát sáu căn. Sáu cái thế giới này nó luôn luôn nó thay đổi liên tục, hết cái thế giới của thấy nó chuyển qua thế giới của nghe, và do chúng ta không có tỉnh giác nên là cái thế giới này chúng ta tưởng như là dường như là một,
nhưng mà thực tế nó thay đổi nhau liên tục sanh diệt với các cái trần cảnh của chúng. Tiếp đồng ngữ áo quá là xuống hay là quá, còn cái căn ích nghĩa là thấy. Và tiếp theo cái từ cuối cùng là cái từ mách chú ra cha. Mách chú ra cha tức là hai cái nghĩa, ra cha, ra chá tức là chỉ cho vua, hay còn gọi là tử thần nếu ở trong cái nghĩa này, tức là cái chết nó là vua của tất cả, nó sẽ cứu chúng sanh, giết hại chúng sanh, quyền lực. Mách chú tức là sự chết. Ở đây thì chia theo chủ cách là chỉ cho thần chết, mách chú. Danh từ lam tánh chỉ cho sự chết. Như vậy sự chết nó có một cái sức mạnh tượng trưng như là vị vua vậy. Ra chá tức là danh từ lam tánh, nghĩa là vua. Đó là những cái từ ngữ mà được trích hết đến quý vị. Và ở đây thì Ngài dịch là hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Thần chết không bắt gặp là gì? Tức là chỉ khi nào vì đó đúng cái con đường trung đạo mà cái thân của vị đó là thân cuối cùng, vị A-la-hán đó, thì thần chết sẽ không còn bắt gặp nữa. Bởi vì không có phiền não. Còn người nào còn phiền não thì thần chết còn bắt, còn đến bắt đi, còn sanh tử. Và bây giờ chúng ta qua đến cái phần về cái câu chuyện, tích chuyện của cái câu kệ số 170 này. Cái kệ Pháp Cú số 170 thì được Đức Thuyết Thế Tôn thuyết khi mà Ngài ngự ở chùa Tê Cháu Ná, và đề cập đến 500 vị tỳ kheo tu tập thiền quán. Và tương truyền thì lúc bấy giờ thì có 500 vị tỳ kheo học cái đề mục nghiệp xứ nơi Đức Thế Tôn. Và vị đó đã nhớ đi nhớ lại lời dạy của Ngài và đã được thành thạo cái phương cách, cái ứng dụng được cái hành pháp để chứng đắc A-la-hán. Thì chư tỳ kheo lúc đó đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi vị đó ra đi để tìm cái chú xứ thanh vắng và hành sa môn pháp. Và trải qua cái thời gian dài thì các vị tỳ kheo chứng được, không có chứng được cái chi cả. Và các ngài mới bàn luận với nhau rằng chúng ta hãy trở về để học cái đề mục nghiệp xứ khác cho nó phù hợp. Thì lúc này cả 500 vị tỳ khu cùng nhau trở về cái thành Sa-vát-thi. Khi mà đến tỉnh xá Chê-ta-oán-á để ý kiến Đức Thế Tôn, thì trên đường về chư tỳ kheo bị một cái trận mưa rất lớn và cùng nhau vào ẩn trú trong một cái hang động. Và khi các ngài nhìn ra ngoài thì trời thì thấy cái bong bóng nước nó cứ nổi rồi nó tan trước đó. Và bắt đầu các ngài trông thấy những cái ảo ảnh đó. Nay lại thấy cái bọt nước hiển hiện. Thì cả 500 vị thấy cái đề mục đó, các ngài quán về thân tâm của mình. Và ngài suy xét từ đầu cho tới chân thì thấy cái thân này nó cũng giống như cái bọt nước kia thôi, bởi vì nó có cái trạng thái sanh diệt nhanh chóng như thế. Thì bậc đạo sư ngồi ở trong hương thất với cái tâm của ngài, ngài biết rõ sự suy tư của đệ tử ngài chư tỳ kheo, thì ngài hướng hào quang từ hương thất và đến các vị đó như hiện ra trước mắt và thuyết lên cái kệ ngôn rằng: như ta nhìn bọt nước, như ta nhìn ảo ảnh, nếu người kia nhìn thấy thế gian này như vậy, tử thần không còn thấy người ấy nữa.
Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn đời, hãy nhìn như cảnh huyễn. Quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Đó là cái tích chuyện mà nói đến cái câu kệ Pháp Cú này. Và ở đây Ngài Cẩn Đề là vào rừng, hành chẳng đắc vô sanh, tăng nữ quay về hỏi Phật rằng, chưa lắng theo đường nhìn ảo ảnh, đến chùa mưa đổ quán phù xanh, phóng quang Phật dạy bọt trôi sông, xét với thân này thế cũng đồng, chợ bể lầu sò toàn ảo mộng. Tử thần bậc trí quán như không. Đó là bản dịch của Ngài. Và bây giờ chúng ta đi vào cái câu kệ này. Thì chúng ta biết là ở đây Đức Phật dạy chúng ta về quán về thân năm uẩn này. Và quán như nào? Nếu mà cái câu kệ này thì chúng ta biết là nếu mà chúng ta cứ học theo cái phương pháp và cái dịch thuật trong cái bài kinh thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được. Và chúng ta biết được rằng là khi mà pháp học của chúng ta nó chưa đủ chín về các thực tại thì mãi mãi người đó không bao giờ thấy được pháp hành. Bởi vì chỉ có pháp học nó mới làm duyên cho pháp hành. Nhưng mà học như thế nào thì đa phần chúng ta toàn học theo cái lối mà nhớ nhiều và biết nhiều và lấy mọi thứ để bảo, thì đó không phải là cái pháp học, thưa quý vị. Và người nào không có đủ pháp học thì đừng bao giờ nghĩ tới pháp hành. Nếu như chúng ta không có thông thạo về các thực tại trong đời sống hàng ngày thì pháp hành nó không bao giờ hiện khởi. Mặc dù có rất nhiều người đi dạy thiền ở chỗ này chỗ kia, nhưng mà họ dạy chánh niệm là như thế này như kia, nhưng mà thưa quý vị rằng nó sai hết. Chỉ có một số ngài mà các ngài thông thạo về cái pháp học, mà pháp học đúng về những cái thực tại đó mới biết thế nào là chánh niệm thôi. Chút nữa thì chúng ta sẽ hiểu thế nào là chánh niệm. Bây giờ thì chúng ta nói về thế gian trong cái bài kệ này, là Đức Phật nói hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quá nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Như vậy cái từ lô cá ở đây và cái từ bát sát tí. Như vậy thế gian nó có ba cái loại thế gian. Thứ nhất, thế gian là gì? Thế gian là kiếp sống của một con người hay là của những cái con vật 5 năm, 10 năm, 20 năm, gọi là thế giới của chúng sinh. Mà chúng ta biết là cái từ chúng sinh, thế nào là chúng sinh? Chúng sinh, cái gì là chúng sinh? Ngũ uẩn cứ tiếp tục sinh ra, gọi là chúng sinh, chứ không phải là chúng sinh là con người. Đã hiểu lầm cái điều đó. Như vậy là thế giới chúng sinh là một, và thế giới của các cõi sống, tức là chỉ cho 31 cõi mà chúng sinh tùy theo nghiệp mà đi tái sanh. Khi sau khi chết, tâm thức đi tái sanh về chỗ này chỗ kia, về cõi này cõi khác. Đó gọi là cái thế gian thứ hai. Và trong cái bài kệ này, cái thế gian ở đây là gì? Cái bài kệ này, cái thế gian ở đây nó rất là đặc biệt. Cái thế gian ở đây chính là sáu cái thế gian: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.
Như vậy, cái thế gian thực tại này, nó mới được gọi là quán nhìn đời, hãy nhìn như bọt nước. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn. Bây giờ chúng ta đang nhìn như vậy, chúng ta khi chúng ta mở mắt ra thì chúng ta cảm thấy nhà cửa xe cộ, con người này người kia rất là nhiều, nhưng mà chúng ta nhắm mắt lại thì những cái thứ đó nó đi đâu? Như vậy có phải nó là ảo ảnh không? Không có con người nhà cửa nào cả. Chúng ta mở mắt ra thì chúng ta cảm thấy rằng có rất nhiều thứ, nhà cửa xe cộ, cây cối, ánh nắng mặt trời, biển xanh mênh mông rì rào. Nhưng mà chúng ta nhắm mắt lại thì những cái thứ đó nó đâu mất rồi? Chúng ta không bao giờ để ý cái điều đó. Hãy về với cái thấy cái nghe. Ở đó các bạn không chứng đắc đạo quả. Ở đó mà chánh niệm nó không sanh khởi được, trí tuệ nó không sanh khởi được, thì không có đâu sanh khởi được. Nếu như mà chúng ta học kinh điển mà không có ứng dụng được vào cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm trong đời sống hàng ngày, để không thấy được những cái sát la thấy sanh diệt liên tục này, thì chúng ta sẽ không thấy được thế gian. Chúng ta chỉ vẫn nói là thế gian là khổ, là vô thường, là vô ngã. Đó không phải là cái thế gian mà Đức Phật dạy tất cả thế gian. Nhưng mà Đức Phật dạy về cái thế gian, cái gì là thế gian? Nếu cái thấy không hiện khởi thì thế gian nó sẽ không có hiện khởi. Thế mà có cái thấy hiện khởi thì thế gian nó mới hiện khởi. Và cái nghe nó không hiện khởi thì thế gian nó sẽ không có hiện khởi. Cái ngửi nó không hiện khởi thì thế gian không hiện khởi. Cái nếm nó không hiện khởi thì thế gian không có hiện khởi. Cái xúc chạm nó không hiện khởi thì thế gian không có hiện khởi. Và ý nó không có hiện khởi thì pháp nó không hiện khởi thì thế gian không có hiện khởi. Vậy cái từ lô cá ở đây và cái từ bát sắc tí là nhìn vào cái thế gian này. Là nhìn vào cái thế gian gì? Tức là nhìn vào mắt, vào tai, vào mũi, vào lưỡi, vào thân, vào ý. Thì chúng ta mới thấy được cái thế gian thực sự là những cái tính sanh diệt liên tục, không có sự ngừng nghỉ. Liệu rằng nó chỉ có một khoảnh khắc thấy trong một ngày được không? Không thể. Người mù thì không thể thấy được. Và người mù cũng không biết được cái màu này đẹp hay là xấu. Không biết được vợ mình đẹp hay là xấu. Cùng lắm là họ chỉ tưởng tượng ở trong khi ái sanh khởi thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn hàng ngày những cái thấy nó sanh khởi suốt cả ngày. Nếu chúng ta đã biết được cái đối tượng được thấy như nó là hay chưa? Và liệu chúng ta có biết được khoảnh khắc của thấy nó khác với đối tượng được thấy hay không? Khi nào chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta sẽ hiểu được thế gian. Và xin thưa rằng, người ta quy định giáo pháp Đức Phật là phải thực hành theo cái đường lối như thế này, đường lối như thế kia. Phương pháp hành thiền, ngồi thiền như thế này, như thế kia. Chúng ta đang đi dần đến sự phá hủy hết giáo pháp của Đức Phật. Cái thấy nó không có ngồi thiền. Và nếu cái thấy nó đang sanh khởi mà bạn không biết được cái thấy và đối tượng thị giác ở đó, thì đó là vô minh đang có mặt. Điều đó là chắc thật là như vậy. Và từ vô
sanh. Khi nào chúng ta hiểu được cái thấy thì chúng ta sẽ biết được cái thấy nó không có u, nó không có phiền, nó không có thiện, nó không có ác, nó không có hỷ, nó cũng không có hành, nó không có vô minh ở đó, nó không có xúc. Cái thấy chỉ là cái thấy, bởi vì cái thấy nó chỉ làm mỗi một nhiệm vụ để thấy. Trong 14 cái nhiệm vụ của tâm thì chúng ta đã biết rồi, phải không? Chúng ta học ví dụ pháp nhưng mà chúng ta đâu có để ý đến cái thấy này nè, là gì đâu à. Nên là làm sao chúng ta hiểu được thế gian thực của nó. Và cái đối tượng được thấy thì nó không phải là tứ đại. Nhưng mà không có tứ đại thì cũng không có đối tượng thị giác. Như vậy là bất cứ một cái tứ đại nào nó mang màu sắc thì những cái màu đó khi có duyên nó sẽ in dấu vào con mắt, và cái thấy đó sẽ thấy cái đối tượng đó là sắc y sinh. Và nó diệt đi rất là mau chóng. Nó chỉ là một sát la ngắn ngủi, và rồi đến cái tâm tiếp thông. Và chúng ta thấy nếu mà không có cái tâm khai môn thì liệu rằng cái thấy nó có sanh khởi hay không? Và sau cái thấy chỉ là một sát la, rồi đến tâm tiếp thâu, rồi đến quan sát rất là ngắn ngủi, chỉ ba sát la thôi là đã có tham và sân, có vô minh hiện khởi rồi. Mà người nào nói rằng người đó không thông thạo về pháp học mà tu tập theo hình thức này hình thức kia thì xin thưa rằng không bao giờ ra khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà khi nào chúng ta hiểu được cái pháp mà học mà cho đúng về sáu căn môn này thì chính cái nhân duyên này, cái pháp học nó chính mùi tự động nó sẽ làm duyên cho pháp hành. Pháp hành ở đây không phải là thực hành đâu, mà pháp hành ở đây do cái trí, cái học đó nó đủ chín mùi, nó đủ chín nhuần nhuyễn trong các căn môn này. Nó biết được thế nào là đối tượng của thị giác, cái gì là đối tượng của nhĩ thức, cái gì là đối tượng của tỷ thức, cái gì là đối tượng của thiệt thức, cái gì đối tượng của thân thức, và cái gì là đối tượng của ý thức. Và khi mà chúng ta nhuần nhuyễn ở trong đó với cái thế gian đó thì cái tùy pháp hành đó, tức là cái trí tuệ pháp học tự nó lớn và nó chuyển biến thành cái pháp hành. Là tùy pháp hành. Tùy pháp hành ở đây tức là lúc này nó không còn cho tất cả pháp là tôi ta nữa, mà tất cả pháp đều được hiểu từng chi tiết một. Và cái trí tuệ nó sẽ thẩm xét các pháp như nó là. Cái pháp học nó đúng rồi đó, thì nó không còn sợ hãi sân đến, nó không có chạy theo khi tham tới, nó không xua đuổi bất cứ một cái gì, mà nó chỉ quan sát, thấy rõ được những cái đặc tính chung riêng của từng cái pháp hữu vi này. Và nó sẽ hiểu được thấy là một thế giới. Và suốt cái vòng luân hồi đó, cái thấy này không bao giờ gặp cái nghe dầu chỉ là một sát la.
Cái thấy này cũng không bao giờ sanh chung với cái ngửi, cái đếm, cái xúc, cái chạm. Khi có cái thấy thì chỉ có cái thấy và đối tượng thị giác ở đó. Và chúng phải diệt đi ngay lập tức khi chúng sanh khởi. Bởi vậy nên chúng giữ cái bản chất riêng của pháp mà không có thể thay đổi được. Cái nghe cũng vậy. Đối tượng của cái nghe khác hoàn toàn với đối tượng của cái thấy. Và chúng cũng phải lương vào tứ đại thì cái âm thanh mới thể có thể sanh khởi. Không có tứ đại thì không có cái được thấy, không có cái được nghe, không có cái được ngửi, không có cái được nếm, không có cái được xúc chạm. Thì chúng ta đã biết rõ biết về nó và cũng không có cái được suy nghĩ về. Như vậy là vợ chồng, con cái, anh em, bầu bạn, nhà cửa, nó chỉ có ở trong suy nghĩ thôi. Còn các pháp chân đế thì không có lấy cái gì là của tôi, là tự ngã của tôi cả. Và chúng ta không biết về cái thế giới này thì không bao giờ có sự giác ngộ. Và chúng ta nên nhớ rằng ngồi thiền không phải để giải quyết được phiền não, mà chỉ có trí tuệ hiểu biết các pháp lời dạy của Đức Phật một cách kỹ lưỡng từng chút một trong giáo pháp của Ngài, nghiên cứu và thẩm xét nó trong đời sống hàng ngày với trạng thái tâm quân bình xả trong mọi phương diện của cuộc sống, thì ở bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, pháp nó đã hiện khởi ở đó rồi. Và khi mà chúng ta học hiểu đúng thì dần dần chúng ta sẽ nắm bắt được cái khoảnh khắc chánh niệm nó rất là thực trong đời sống. Và từ cái khoảnh khắc này sẽ làm duyên cho những cái khoảnh khắc kế tiếp, và chánh niệm dần dần nó đi đúng cái con đường bát chánh đạo do được chánh kiến dẫn dắt. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới thoát khỏi cái thế giới mà chúng ta chấp ảo ảnh này. Chúng ta bị mê mờ trong ảo ảnh và mê mờ trong tưởng, và tâm si thì lúc nào nó cũng có mặt ở trong đời sống. Tâm si nó gần gũi với chúng ta lắm. Sau cái thấy cái nghe mà chúng ta không có rõ các pháp, bực bội sân hận tham lên là nó si nó có đầy ở trong đó rồi. Chúng ta tìm cái gì thêm nữa? Thế gian này không có cái gì thêm. Không có cái gì thêm ngoài tứ đại: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, âm thanh. Mà cái mà chúng ta cho rằng người này, người kia, bám chấp vào khái niệm từ đó mà tham mới tăng trưởng, sân mới tăng trưởng, si mới tăng trưởng, tà kiến mới tăng trưởng. Như vậy giáo pháp của Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta thấy cái thế giới rất là ảo ảnh. Chính là những cái thấy, cái nghe, ngửi, đếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Và tâm của chúng ta thì nó thường thường tưởng tượng, mơ mộng, đẹp xấu như này như kia. Mà chúng ta quên mất rằng là thế giới không có ai cả để mà mơ mà mộng hết á. Không có thấy ai thế là mơ mộng hết á. Con mắt là một cái biển rất là sâu. Và bất cứ cái màu nào cũng in dấu vào nó, nhưng mà không bao giờ đủ đầy. Nó sâu hơn là biển đại dương. Đại dương chúng ta còn nhìn thấy nước, nhưng mà cái cảnh sắc nó in dấu vào con mắt thì không bao giờ đầy cho nó cả. Nếu mà chúng ta không hiểu được cái thế gian đó
thì chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi thế gian. Hằng ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta cảm tưởng như là nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, người này người kia, xe cổ rất là láo nhiệt. Nhưng mà cái đối tượng thị giác thì nó không biết gì cả. Cái đối tượng thị giác thì không phải là âm thanh, không có sự ồn ào. Cái đối tượng thị giác thì nó không có biết xấu, biết tốt, biết đẹp. Đối tượng thị giác thì nó không phải là đàn bà, đàn ông, có người này, có người kia. Mà chúng chỉ là một thực tại được in dấu vào nơi nhãn khăn. Và chúng diệt đi rất là mau chóng. Mà tại sao chúng ta mê? Bởi vì có tưởng. Bởi vì có tưởng. Bởi vì có hành. Bởi vì có xúc duyên cho thọ. Thọ duyên cho ái. Ái mới duyên cho thủ. Thủ mới duyên cho sanh. Sanh mới duyên cho già chết sầu bi khổ oan. Mà cái già chết sầu bi khổ oan không phải là chúng ta già chết, mà chính là danh sắc này. Hằng ngày nó sanh diệt, không có sự ngừng nghỉ nào cả. Chúng ta không hiểu về cái thế giới này, thì thế giới này nó vẫn vận hành như vậy. Ngày mai chúng ta thức dậy, thì cũng lại thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm, rồi suy nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ say. Lúc ngủ say thì cha mẹ ở đâu không biết, con cái, vợ chồng, nhà cửa, tiền bạc, thân này. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta thức dậy thì thế gian này nó thức dậy? Mà khi chúng ta ngủ say thì tất cả những cái gì thuộc về thế gian này đều chấm hết. Vì nó là pháp, nó không phải là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Và không có thể có ai làm gì được. Liệu rằng quý vị có quyết định được rằng ngày mai tôi phải thức dậy như thế này như kia không? Không. Tất cả các pháp đều do duyên hết. Không có ai làm gì được cả. Và nếu chúng ta không hiểu về đối tượng thị giác, thì chúng ta cũng không hiểu được tham sân si nó đi sau nó là cái gì. Mà có đôi khi chúng ta sân với cái thấy thì lại đổ thừa cho cái nghe. Chúng ta không có biết được cái duyên dính mắc vào cái đối tượng được thấy nó khác với cái duyên dính mắc vào đối tượng được nghe. Chúng ta sẽ không thấy được cái lậu hoặc sau cái nghe, sau cái thấy nó khác nhau như thế nào. Nếu không có cái được thấy thì liệu rằng chúng ta có tham, có sân, có si, có thế giới không? Của cái thấy không? Không. Không có cái nghe thì liệu rằng có thế giới không? Nhưng mà cái nghe thì có duyên cho nó là nó sanh khởi. Nhưng mà cái nghe thì nó không có tham, không có sân. Nó không có ưu phiền, bực tức ai cả. Nó chỉ biết cái đối tượng âm thanh in dấu vào nó thôi. Chức năng của nó làm có một việc thôi. Nhiều rằng ví dụ pháp nó có là thực trong đời sống hàng ngày hay không? Hay là chúng ta cứ mãi về nói về nó trong kinh điển và lại úp vào trong kinh điển? Hay là chúng ta phải đem những cái lời của Đức Phật đi vào trong đời sống xem nó có như thực hay không? Để chúng ta mới hiểu được thế gian này là gì. Khi nào mà chúng ta hiểu được âm thanh thì có phải là âm thanh của người này người kia không? Hay là âm thanh chỉ là âm thanh? Nếu mà không có suy nghĩ mà chỉ có mỗi cái nghe âm thanh thôi, thì liệu rằng
Có con người nào trong âm thanh không? Do sau cái khoảnh khắc nghe đó mà tưởng nó nhớ về thọ, xúc nó làm riêng cho thọ, rồi xúc nó làm riêng cho hành, cho suy nghĩ. Nếu không có suy nghĩ thì liệu có đàn bà, đàn ông, có nhà, cửa, có này, có kia không? Tất cả những thứ đó, nếu không có suy nghĩ thì không có cái gì hiện khởi cả. Là nhà, cửa. Và suốt đời này đến đời khác, chúng ta tưởng rằng chúng ta làm nhiều phước báu để đạt được cái này cái kia, để giàu sang phú quý. Đó là một tà kiến, nhớ nha. Tà kiến đó, tà kiến thì nó ăn sâu đầy lắm thưa quý vị. Cái mà thiện nghiệp và ác nghiệp á, nó cho quả là nó cho cái quả vô nhân này nè, là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là đụng, là xúc, là chạm. Tất cả những cái gì chúng ta trải nghiệm trên cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong đời sống hàng ngày, thiện ác nó chỉ có cho nhiêu đó thôi đó. Còn khi mà chúng ta ngủ say, nó cũng cho cái quả thiện đó. Nhưng mà lúc này cái thế giới này chúng ta không có kinh nghiệm cái gì cả. Không có, không, chúng ta không có kinh nghiệm cái thế giới này. Như vậy là cái khoảnh khắc mà thiện nó cho ra, chúng ta chỉ có kinh nghiệm những cái màu sắc, những cái âm thanh, những cái mùi, những cái vị cũng lại của tứ đại mà thôi. Đâu có cái gì là của ta đâu. Phải không? Và hơn nữa rằng, dầu chúng ta tạo ra thiệt bao nhiêu thì cũng chỉ mang cái thân quế trượt, bẩn thỉu, hôi thối, ăn xác chết và được quăng vào nghĩa địa. Và cái tấm thân này hay tấm thân ở quá khứ hay vị lai, chưa bao giờ chúng trả lời cho chúng ta một câu nào cả. Chúng ta cho vào như thế nào trong thân thể này, chúng cũng không vui, không buồn, không hận, không sầu. Bản chất của chúng là rồi cũng đi đến già cỗi và vứt bỏ. Đi đến già cỗi và vứt bỏ. Cái gì là bọt nước? Hãy nhìn cái đời này. Chỉ là những ảo ảnh, là những cái phù du thực sự. Tất cả những cái con người đông đúc, ban ngày họ đi làm nhộn như vậy, tối đến gia đình sum họp mới ăn uống ở đây như vậy. Nhưng mà chút nữa chúng ta nhắm mắt, mỗi người ngủ ở một nơi, chúng ta có biết ai vào ai? Như vậy lúc đó thế giới, con cái, chồng vợ, cha mẹ đi đâu hết? Hay là chỉ có khi nào chúng ta thức dậy với cái thấy và cái được thấy, cái nghe và cái được nghe, cái ngửi và cái nếm, cái xúc chạm, rồi chúng ta suy nghĩ về mới cho rằng đây là người này, đây là cha tôi, con tôi, vợ tôi, chồng tôi. Rồi chúng ta nhắm mắt lại thì thế giới đó đi đâu? Thực sự thì thế giới không có ai cả. Chúng chỉ là các pháp hữu vi do duyên. Chúng hiện khởi trong sát la và chúng biến mất. Cái thấy của khoảnh khắc trước không còn là cái thấy của khoảnh khắc này nữa. Cái thấy của khoảnh khắc trước chúng chỉ có duy nhất một khoảnh khắc đó ở trong vòng sanh tử luân hồi. Cái thấy sau là một cái duyên mới, nghiệp tái tạo, và rồi chúng cũng lại diệt đi. Dầu là xấu là tốt như thế nào chúng cũng diệt đi. Sau khoảnh khắc thấy, tham thì không phải là cái thấy, u thì không phải là cái thấy,
Sân thì không phải là cái thấy, hỷ lạc thì không phải là cái thấy. Chúng chỉ là một cái sát la cực kỳ ngắn ngủi. Đó là bản chất của chúng. Và nếu chúng ta không có thực sự rõ biết về cái thấy và cái được thấy, thì chúng ta sẽ không giải trừ được cái lộ trình tâm này. Và chúng ta cũng không biết được thế nào là lậu hoặc của chúng. Và chúng ta cũng không hiểu gì về quả luân, nghiệp luân và phiền não luân. Chúng cứ luân chuyển suốt ngày đêm qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm này. Khi nào mà chúng ta hiểu được từng cái đối tượng của nó, thì chúng ta sẽ hiểu được cái thế giới của cái thấy nó khác hoàn toàn với thế giới của cái nghe. Bởi vì cái thấy nó không có nghe âm thanh, cái thấy nó không có ngửi mùi, cái thấy nó không có nếm vị, cái thấy nó không có xúc chạm, cái thấy nó không có suy nghĩ. Do đó thấy chỉ là thấy mà thôi. Khi nào chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới biết à, thế nào là thế gian mà Đức Phật đã dạy. Cũng vậy, khi chúng ta hiểu về cái nghe, cái nghe thì chúng không thể nào biết được cái thấy và cái được thấy. Cái nghe chúng cũng không có biết được buồn, vui. Chỉ cái nghe nó chỉ biết cái âm thanh nào được in dấu vào. Nó chỉ biết âm thanh được in dấu vào. Cái ngửi cũng là một cái thế giới riêng của chúng. Khi nào mà chúng ta thấy được cái thế giới huyễn hóa này, chỉ là tâm tâm sở sắc pháp. Và hàng ngày chỉ có tâm tâm sở sắc pháp sinh hoạt mà thôi. Người ta cứ nói rằng là Đức Phật không có thuyết vi diệu pháp. Rồi là cái vi diệu pháp này ai thuyết ra? Rồi người ta phải nói rằng phải tu tập thiền như thế này, như thế kia, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Có phải là câu trước họ nói ngược với câu sau không? Như vậy có xứng đáng là bậc chí không? Không. Và xin thưa với quý vị rằng là bất cứ khi nào chúng ta hiểu biết đúng thì cái an tịnh nó đã hỗ trợ cái trí tuệ với thiền quán ở đó rồi. Không bao giờ nó cần thiết phải có thiền định. Điều đó không thể xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì sở hữu trí tuệ đi đâu thì tất cả những cái sở hữu kia nó đều có mặt. Và nó chỉ hỗ trợ cho cái pháp đó mà thôi. Pháp định thì nó hỗ trợ, cái sở hữu hỗ trợ cho pháp định. Không thể nào nó hỗ trợ cho pháp quán được. Hai cái này bởi vì cái tính sanh diệt là khác nhau. Và trí tuệ ở đâu thì an tịnh của bát chánh đạo nhất khoát nó phải ở đó. Bởi vì nó đi chung với sở hữu an tịnh rõ ràng. Chúng ta thì luôn luôn muốn rằng là làm ít mà hưởng nhiều. Chúng ta luôn luôn muốn được rằng là không cần phải học thì học ít thôi. Phải đi tu tập như thế này như kia để sớm giác ngộ. Và rồi họ đi không bao lâu về nhà, họ lại mở thêm một cái trường thiền. Rồi tiếp theo họ lại mở thêm một cái trường thiền nữa. Và mỗi người một phương pháp. Một phương pháp. Thì xin thưa mấy quý vị rằng giáo pháp của Đức Phật nó sẽ tan hoại. Khi nào chúng ta học đúng về cái diệu pháp, văn nghe đầy đủ, là trí tuệ nó hiện khởi. Pháp nó đang có mặt ở đây. Mở mắt ra là đối tượng thị giác đã có ở đó rồi. Và nếu nó không có thì nó chưa có duyên để xâm cho nó, thì làm sao mà bạn bạn đi tìm kiếm nó làm chi?
Bạn tìm đâu có được, bởi vì cái nào đã sanh thì nó đã diệt rồi, cái nào chưa sanh thì nó không có mặt ở đó. Mà không có mặt ở đó mà bạn ngồi, bạn nhắm mắt lại và bạn biểu rằng bạn thấy, thì đó là điều mơ hồ và huyễn mộng. Không có. Thực tại luôn luôn có mặt. Nhưng mà do chúng ta nghe diệu pháp chưa đủ, chưa chín mùi, nên là vô minh đó còn che lấp. Còn khi chúng ta hiểu về sáu căn này, bắt đầu từ cái nghe, cái thấy, chúng ta suy tư và thẩm sát nó một cách liên tục trong đời sống hàng ngày, dần dần thì trí tuệ, chánh niệm, tỉnh giác tự động nó sanh khởi. Và xin thưa rằng chánh niệm thì không phải suy nghĩ. Vì sao chánh niệm này không phải suy nghĩ? Vì suy nghĩ, nó có suy nghĩ thiện, có suy nghĩ ác. Do đó nó không phải là chánh niệm. Đơn giản vậy thôi. Chánh niệm của bác chánh đạo là gì? Mặc dầu tất cả tâm thiện đều có chánh niệm đi cùng, nhưng mà chánh niệm của bác chánh đạo phải là những cái thực tại đang diễn tiến trong đời sống hàng ngày. Âm thanh, màu, mùi, vị, cứng mềm, những cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, những cái cảm thọ, những cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh trong đời sống hàng ngày. Cái đó là đối tượng của chánh niệm. Và thường chúng ta cho cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Mà chúng ta quên mất rằng nó chính là pháp, là đối tượng của thiền quán. Đối tượng của thiền quán. Và những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái đục này, chúng liên tiếp hết cái thấy, xong rồi nó lại chìm vào hữu phần, rồi nó lại khai ý môn, rồi là tùy duyên mà cái nghe này hiện khởi, cái nghe nghe âm thanh rồi tiếp thu quan sát đoán định, rồi thiện hay bất thiện, rồi nó lại chìm vào hữu phần, rồi khi đó nó lại nội ý, nó lại tiếp tục, nó lộ tiếp lối của nó. Rồi nếu mà nó tiếp lối, lúc này cái cảnh của cái âm thanh đó, tuy là âm thanh nó diệt đi, nhưng mà cái tưởng do nhờ những cái tiến trình tâm đó mà cái suy nghĩ nó lại suy nghĩ về những cái đối tượng thị giác, âm thanh, màu, mùi, vị suốt cả ngày trong đời sống này, không còn cái gì thêm nữa. Và thế giới nó chỉ có vậy, quẩn quanh chỉ là cái thấy, rồi cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm, rồi lại suy nghĩ về thiện hay bất thiện, rồi nó lại chìm vào hữu phần. Rồi chúng ta ngủ say, rồi sáng ra thức dậy lại tiếp tục. Luân hồi là vậy, rất là đau khổ. Hãy nhìn như bọt nước là sao? Cái thấy là bọt nước, cái được thấy cũng là bọt nước. Cái cảm thọ cũng là bọt nước, bởi vì cảm thọ nó chỉ sanh lên. Cái duyên của nó trong một sắc na xúc là bọt nước. Tưởng là bọt nước, hành là bọt nước, các cái thức này là bọt nước, danh sắc này, ngũ uẩn này là bọt nước. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, tức là ngũ uẩn thân thể này, nó chỉ ngày nào nó cũng phải được đắp đổi những cái tử thi, những cái cơm nước bánh trái trộn vào, nhét vào cái thân này, quế trược này. Rồi lúc thì nó nóng, lúc thì nó lạnh, lúc thì nó bệnh, lúc thì nó sân hận bực bội. Rồi lúc thì nó suy nghĩ miên man. Hãy nhìn thấy chúng, hãy nhìn thấy cái pháp vũ vi này. Quán nhìn đời như vậy là, quán nhìn đời như vậy là gì? Đời chỉ có già, đau, bệnh, chết. Đời là chỉ là ảo ảnh, đời chỉ là phù du. Chỉ là những cái sát la vô cùng ngắn ngủi của thấy, của nghe, của ngửi, của đếm, của xúc, của chạm, của các cái cảm thọ.
chúng sanh diệt một cách mau chóng mà không có ai hay có người nào cả. Chúng rất vô thường. Quán nhìn đời như vậy để gì? Để xả ly. Xả ly, không còn tham ái nữa. Thì thần chết mới không bắt gặp. Thần chết mới không bắt gặp. Thì ở đây, Đức Phật dạy cái câu này nói về cái thế gian. Là thế gian thì sư đã nói là thế gian có ba cái thế gian. Thế gian của chúng sinh, thế gian của các cõi và thế gian của sáu cái thế giới, đó là nhãn thức là một thế gian, nhĩ thức là một thế gian, tỷ thức là một thế gian, thiệt thức là một thế gian, thân thức là một thế gian, ý thức là một thế gian. Và thế gian này luôn luôn sanh diệt biến đổi. Và khi nào người đó quán về cái thế gian này, xả ly các năm quẩn và tập diệt các cái lậu hoặc phiền não của đó thì sẽ chấm dứt được sanh tử, thì thần chết sẽ không bắt gặp. Thời pháp đó tê cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh kính dâng đến tất cả chư thiên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính chia phước này đến tất cả cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương càng thác bà, súc sanh ngạ quỷ phi nhân, Atula diêm chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sự an vui tấn hóa và sớm nhiễm ngộ được niết bàn, đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhận đã giảng bài Pháp Cú số 170 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Thường Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho râm chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabba mangalang rakkhanto sabba devata sabba buddha na bhave na sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhanto sabba devata sabba dhamma na bhave na sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhanto sabba devata sabba sangha na bhave na sada sati bhavantu te. Tất cả chúng ta hằng có đến người cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự hành lợi thường thường đến người cầu xin do quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thường Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ya Devata Santi Viharawasi Ni Thu Pe Gare Bo Thi Gare Tahin Tahin Ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le te ra cha ma cha na wa ca cha bi kha vo sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha la bu da ye pi cha na sam pa wa sam se da cha ta tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te sa pe pi du kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu ki rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha pu ka la sang kho ho tu sa mak vo wa Atha ya cha hi ta ya cha Am he rakhan tu sắc thẩm mô Sắp bê pi thẩm ma cha ri no Vút thêm sâm pa phu ni ya ma Thẩm ma ri ya pa vê li tê. Và chúng con kính tri ân chư đại được tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai
vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt. Nghe pháp xin xuống mít.